Thưa quý vị và các bạn, năm mới đến gần, người dân Lào Cai đang nô nức chuẩn bị cho cái Tết đầy đủ, no ấm. Cuối quần bên mâm cơm tất niên, tặng nhau những lời chúc tốt đẹp quanh những chén rượu như một nét đẹp truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, trong tình cảnh rượu không rõ nguồn gốc đang được bày bán trôi nổi trên thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thì việc tìm kiếm các sản phẩm rượu an toàn trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng tại Lào Cai. Hy vọng qua chương trình này, quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình những loại rượu đảm bảo chất lượng, an toàn cho gia đình. Do nhu cầu rượu bia đang ngày càng gia tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu đã trà trộn, sử dụng cồn công nghiệp methanol để pha chế rượu, hòng trục lợi. Đó là nguyên nhân tại sao chỉ trong năm 2017, trên khắp cả nước đã xảy ra hàng loạt các vụ ngộ độc rượu, khiến hàng chục người chết và nhiều người khác bị ảnh hưởng, gây ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất rượu trong năm 2017, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết chưa phát hiện ra sai phạm về hàm lượng methanol trong rượu và cũng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào liên quan đến rượu. Tuy nhiên, trong khi các loại rượu không rõ nguồn gốc đang được bán trôi nổi trên thị trường, thì tâm lý chung của người tiêu dùng đó là tìm được các sản phẩm rượu an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình cũng là một điều không hề dễ dàng. Thực ra thì nhà chị cũng rất hay dùng rượu, nhất là vào dịp ví dụ quan trọng như là lễ Tết, rồi những ngày vui mời anh em bạn bè đến nhà uống rượu, hoặc là mình đi ra quán vào những ngày trọng đại chẳng hạn. Thì thực tế thì rượu thì trên thị trường cũng rất là nhiều loại rượu. Thì bây giờ làm người tiêu dùng thì mình cũng phải chọn những cái rượu nào mà nó tốt này, đúng không? Ví dụ mình uống mà nó không đau đầu này, nó không gây cho mình cái chóng mặt. Để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, đồng thời đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tiến hành sản xuất các loại rượu có uy tín. Vừa qua, tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai đã diễn ra lễ khai trương khu chợ nông sản đặc hữu nhằm giới thiệu, quảng bá, nâng cao hình ảnh thương hiệu hàng hóa sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây đều là các sản phẩm đã được kiểm định, đảm bảo an toàn chất lượng. Vì vậy, đây sẽ là địa chỉ mua sắm tin cậy cho người tiêu dùng. Đây là một cái chợ, một cái gian hàng nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc hữu của các huyện thị ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Và ở trong đây là có 25 gian hàng, tất cả là 25 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã. Có những cái sản phẩm đặc trưng cho 12 huyện thị trên địa bàn tỉnh. Và đây đó là một cái chợ đầu mối nhằm để quảng bá những cái sản phẩm đặc trưng của các huyện thị. Và đây cũng sẽ là một cái điểm đến cho những người tiêu dùng mà để tìm đến những cái địa chỉ tin cậy để có được những cái sản phẩm đặc trưng của các huyện. Và một trong những gian hàng được nhiều người quan tâm đó là gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Bắc Việt với sản phẩm là rượu hồng mi. Rượu hồng mi được sản xuất từ ngô nguyên chất, ủ bằng men lá hồng mi, trưng cất theo bí quyết riêng của người Mông ở Bắc Hà. Sau đó được xử lý loại bỏ độc tố qua nhiều quy trình lọc và lão hóa. Việt Nam ấy là một cái đất nước Á Đông mà có truyền thống uống rượu rất là lâu đời. Và hiện tại thì là trên thị trường rất nhiều các loại rượu giả, rượu kém chất lượng. Và thực tế thì chúng tôi nhận thấy rất là nhu cầu người tiêu dùng là họ, đầu tiên họ tìm kiếm cái sản phẩm rượu sạch. Rượu sạch theo như chúng tôi thì là cái rượu mà nó chứa cái hàm lượng độc tố ít nhất có thể, và khi mà uống thì nó không gây đau đầu, không gây các cái tác hại xấu cho sức khỏe. Đó. Thì, rượu nó một phần là thể hiện cái bản sắc văn hóa, thể hiện cái tập tục của cái người miền núi ở khu vực tỉnh Lào Cai. Vì vậy mà thông qua rượu nghi chúng tôi cũng mong muốn một phần nào đó quảng bá cái hình ảnh của Lào Cai ra với người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, rượu ngô men lá hồng mi không chỉ là một nét bản sắc văn hóa của người Lào Cai, mà đang ngày càng trở nên nổi tiếng hơn nhờ vào chất lượng sản phẩm, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Sản phẩm còn được Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam trao tặng giải thưởng sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình An toàn thực phẩm xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục tới sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về quy trình để sản xuất ra loại rượu này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.